Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, thủy khí sung thần ý. Thấu kiều ý thiên, nhan giả chí thành đăng bảo an, nguyện nghỉ cầu đệ tử đắc bình an. Việt Nam thủ nền an vương thất, chuyển pháp luân Phật Nhật tăng huy, nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện Phật Thích Ca, tự nhiên đi. Tiêu thiêu hồ nhã nhạc dưới trên cửu long ý, đức tòa thì ngai vàng sơ sơ ơi, phóng hào quang rực rỡ ơi vân niên. Thank you.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng Thiên đình
hoàn thiên công chúa. Phật Phật bốn mùa âm dương tiết thảo tâm trí thành câu đạo cầu bình an quả thực dâng lên khởi xung thiên thượng đệ tử hiền thanh liêm đại kim lô phong khoảnh khắc nhân luân tức miên mãn thập phương tích nhật gia du miên hạn tiêu tài trường nam mô hương cung giang bồ tát ma tát nam mô hương cung giang bồ tát ma tát nam mô hương cung giang bồ tát ma tát sa đoàn thanh gia xa nhà cung thỉnh mời một đệ tử không
sai. Nhân ngày khánh đàn giang đàn về đây. Kể từ quy tô tất đế đồng diện tình nên ngất thu di ca kim sưng tan đã chuẩn về tư nguyện từ bi thủy xa hồ. Nam mô nhang vân cung giang bồ tát ma tát. Nam mô hương vân cung giang bồ tát ma tát. Nam mô nhang vân cung giang bồ tát ma tát. Thanh gia có lệnh truyền ra đức ông trần trần triều, có lệnh truyền ra các quan thoại bộ là chư minh. Chuyện văn các quan tả tới tội lương ban tăng quân thủy quân bộ đối hàng tiền binh văn ba hàng hà kéo sang lệnh truyền tiền tội phạm cơ. Tiền đội văn cơ lệnh truyền tiền tội phạm cơ ông lớn bay chắc ra anh linh trước nó bảo gia đình.
sóc à tinh phèn phèn ngoài ra chậm chậm biết tay chân thế biết tay oai xa chân thế biết tay ngự lên đồng tử cứu xây dựng gian cứu đồng thời đó bình an người đây bình an cứu đồng người đây bình an xua đi ta quỷ phạm nhan yêu bề tông mây cứ gió đi về sớ dâng lên ngài về tông đôn chép biến rõ ràng phi cho đệ tử trường sinh đôi chữ trường sinh về cho đôi chữ trường sinh cửa nhà phú quý khang đinh thọ trường phi cho sức mạnh đôi đường ông lớn người
truyền bàn phép muôn dân cùng an cát thành
Trần Kiều Hiền Thanh Nhân Vương Đạo Đại Vương Ngọc Bệ Trần Triều Khải Thánh Vương Phủ Vương Mẫu Vương Phi Phụ Nhân Ngọc Điện Trần Kiều Hiền Thanh Vương Tử Vương Nữ Vương Tế Vương Sồn Gia Phong Đại Vương Điện Trần Triều Tả Văn Quan Hữu Vô Tư Thủy Bộ Nếu Thị Đồng Thanh Chúng An Hạt Trần Triều Ngũ Nối Thần Tương Ngũ Thần Quan Tả Thiên Nhân Lực Sĩ Hữu Vạn Vạn Tinh Minh Nhất Thiết Tiệt Vị Vị Tiền Cung Vòng Hồng Từ Doãn Kim Thờ Đấu Phục Nguyệt Đại Đức Nguy Nguy Thánh Đức Đăng Đăng Thần Công Bảo Hồ Quốc Ca Thả Dân Trực Thả Hồ Phó Chính Phật Giả Phót Viễn Giả Lai Tử Đông Tử Tây Tử Nam Tử Bắc Quốc Kim Hồ Tử Gia Hiếu tử nhi xuân nhi hạ nhi thu nhi đông kỳ mà trần cổ chi từ biến thành tâm hiếm kỳ vì ma y cứu phần tung đồng tình công giá đã nạn tình vô nhân kích thiết bình danh chi trí bản sớ thiên đoàn kỳ hội niên đông liên thập nguyệt thập tam nhật đệ tử thành tâm bái thượng ha ba khen ba thưởng pháp sư chân tiếp gối quỳ đổi giấy canh sớ được hẳn hoi tròn vành rõ nét minh bạch rạch ròi ha là gì được vậy văn văn sớ dâng lên linh ai về tổng đôi chép biên dành vần về cho thì đầu cho sinh chư phê chiết nhang hà bút chư phê cả phiền chư tướng nghe đạo ai hộ chỉ tả sai bích bộ bích quỳ tay ân có dư ba ngàn tay ân có dư chín trăm đạo phù thanh tổ chuyện ban đầu về cứu vớt nhân gian hô thất nam phép mi dông tiếng chỉ tà tà ông sóc tà ra ông sóc tà ra một là ông sóc tà ra hai là ân quyết đi ba là số sinh bốn là số mệnh thiên định trước cộng đồng Phật Phật Thánh chứng minh ông về tấu sơ lên trình ra bàn nghĩ rằng hiếu đạo chúa
nào ngờ mắc phải tiếng quan.
quân mạnh tướng bên chuột cho quân mạnh tướng bên. Ai mà phạm luật công điện chẳng tha nguyện sai một ông ma đi. Một thương mãi đi nguyên sai, một cái mãi đi quyền sai tiếp chế. Đồng bè tiếp sang bạch bạch đạp sang đồng đồng thương. Cờ phật sung sung chiêng vua, cờ phật sung sung tay chèo chân đạp. Oai hùng ai đã đức đại hương mưu mô thần toát vật trường trung vua phổ mạc linh. Văn sơ dâng lên ngài về tổng đôi chép biến rõ ràng phê cho đệ tử trường sinh. Sinh phê cho hai chữ trường sinh, cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường phê cho mạnh thái thường. Trần thế biết tay ngự lên đông tử cứu dày dân gian cứu đâu thời đó bình hà. Dẹp hết ta quỷ phạm nhan điều thời thông bày quỷ do đi về. Lấy huyết bình nhung ông về lấy huyết bình nhung xin cầm ô mã. Hình chẳng ta vẫn thấy cho nó làm ba.
vong đại vương an tâm thần trước ý lại đem câu hiện giấc ra bàn nghĩ rằng hiểu đạo chung toàn nào ngờ mắc phải tiếng oan ở đời để trời xanh vàng xa xôi. À, gia chung họ Vương họ Nguyễn có công chi việc chi là thỉnh đức đệ tam đông hải ta về để đáng đền. Ha. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Công thiên cát nhật tương thời 13 tháng 10 nhiệt quan hoàng Phật đồng thời họ Nguyễn con cung linh Phật thánh thanh tay lấy mặt. Thỉnh thánh ông đệ tam về giá đền giáng phủ giáng đủ đô nha tĩnh tâm cho đồng thầy họ Nguyễn tĩnh tâm cho chủ nha đồng đền đem quan giá phụng hành ông chứng tử đôn cánh sớ tờ vàng cánh ngọc trên ông cho thông văn giấy thời địa lý cho bói thời giỏi thuyết thời đinh cho cứu nhân độ thế cứu người trần gian cứu người khổ độ người có tâm đem chứng tử đôn cánh sớ tờ vàng cánh ngọc long trung lượng mã thiền rồng bát nhã tĩnh tâm nhất xa thuyền mà thành ra hồi cung hoa hải đường thần tiên vương cô đề nhất tức mà thành vương lò đất chậm chậm anh thành ra hồi cung tên gọi đại hoàng vương cô tên gọi đại hoàng thank you.
tai chuyện ngang làm phê phai cả phiền chư tướng như đám lại hộ chính tả sai binh bộ binh ba lăng tân gian từ bi mất chúng sinh cố ngã kịp tình lời khai quang chiếu đàn diện thông minh thì khai nghĩ nghĩ thính thanh khai khẩu khẩu thông nhất khai nhiếp nhiếp bộ đề khai tâm tâm hoan hỷ khai thủ thủ năng cổ khai túc túc năng mộ hành dòng ngàn tập cờ diệu quang bình chứng chứng tượng thần sớm dâng lên cô về tu đôi chép biên rõ ràng phi cho đệ tử trường sinh hai chữ trường sinh về cho hai chữ trường sinh cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường về cho dũng mạnh khang cường tình đốt nhang trầm
một đỉnh dâng lên. Lâm dâng bút ngọc còn biên đồng đào vườn hé đôi tiền của xuất hình nhà khẩn cầu cho bỏ công mà sinh nghề. Yêu cầu cho bỏ công sinh mỗi năm là một giờ dần tốt thay xuân sang. Xuân sang vườn lá thu bay. Thank you.
Chúa tiên núi dùng Chúa chân miền thiên đức Chúa ngàn con vua đế thích giáng sinh vào sổ tích lễ ra năm thìn tháng hai ngày mùng ba Quảng An ra vào
tiêu sao bầu trời cảnh Phật phân phép thần thông nhiệm nhạt càng phù đồng thiệp tinh thâm mơ dốc dốc theo mặt dốc mình
rơi lững lờ chúng tôi. Dốc cao mà bằng dốc ấy mấy lưng rơi lững lờ trôi. Người đã bước tới đâu sao mầm nhân kia bắt nhịp cầu bình hoa đẹp như sao bắt đầu ngân hà như vàng ngọc thạch sắp vàng kim cương đẹp như tố nữ cùng hằng ý à. Yeah.
lập tài chúa mới ban ra, bốn phương tự hợp đi đa tháng ngày, ban cho tiền tốt luôn dày, bồng lộc cho thế đây thêm nhiều, ban cho dài nhất sáng nhiều, bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, thành đồng còn nhang khói phùng phù. 30 mùng 1, 14 hôm rằm, 30 mùng 1, hôm rằm 14. Ngoài tiếp lộc lộc ban tài, thứ nhất lộc lộc hoa, lộc quả thứ ba lộc lộc tiền, chúa yêu hoài tiếp lộc lộc ba tài mi hà. Đẹp tiên trời phù phong hoan hỉ người đời xanh xưa, hoa thiên lý vừa người tan nụ tầm xuân non ánh nắng ban mai, còn thơm là đoàn hoa nhài.
có chiều đinh lý trần lê sắc phong thường đằng biển đi tối linh tây thiên tam đạo địa linh lượt châu cao
thịnh nhị chú ngự đồng giang thế lai lập thử lòng trần thế chữ tâm. We
đông mơ có tặng lộc nghi đồ cho đông phúc đặng 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 hà xa bán cho núi bạc nó vàng để mà làm ăn đen đi từ con thiên dĩ tâm tâm thành ý ý nước vị là gì nước vị là một nước tuy là theo bấy lâu con dốc lòng theo trên theo bậc thành dưới theo đông đông thì dốc một lòng không dám đơn sai ý lộc gần đi tới lộc lộc xa đem về xin từ nay yên ngồi chính vị tay lộc nhiều quý để đà đà chúc cho yên vừa yên nhà ý nhà sương phủ răng thương đồng chốn lăn xa về đây trên ngàn sóng cuốn rung cây suy khe vàng vọng lời ca cất cao tiếng hú ngàn xanh về đây tài chúa mới ban ra bốn phương tụ họp đi đa ngày ban cho tiền tốt lụa dày ủng lộc cho lắm về đây thêm nhiều ban cho xài nhất sáng nhiều ủng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành đồng còn nhang khói phùng mùa ba mươi mùng một mười tư hôm rằm ba mươi mùng một hôm dăm mười chân chân chưa bước dịp ba dịp bảy ngồi trên vai đoàn trai chín rồng rình rồng rình quẩy hình đầu ngọt tối lên hạ
gặp ơi. Chim bay bay lo chào mừng cất cất tiếng ca bao. Nhạc dừng trong lăng mơ. Thank you.
dâng lên đường đông tấp nập mà tôi bên trầu phao ngự ngôi cao sâu dầu nét mặt mà cái gậy xóm chúa giữa phía sau là trầu với lại người đau xót thương phàm trần đi bao kẻ u mê như xưa thay tổ chiều lên. Tiếp đến cả mái chèo hình hài non
chúa bạc vàng kim ngân.
đi đã tháng ngày. Ban xưa tiên tốt đủ gì, mong lộc cho lắm lắm về đây thêm nhiều. Bạn đưa cho dài nhật sáng yêu, mong lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa. Thành đồng còn khuya sớm phòng thờ, 30 mùng 1 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Mầm nhân nghe bắt nhịp cầu vinh hoa, đẹp như sao bắt đầu ngân hà, như vàng ngọc hạch sát phản kim cương, đẹp như tố nữ cùng hoàng y hà. Thank you.
quân thần tiên, sạch nghe tiếng đất nước dõi truyền sự sanh sinh nhà họ Vũ một cách cách. Dùng nhà sắc khác nào tiết ca địa linh thiết lập là một tòa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sơ điệp dâng dâng binh binh bạch 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 từng câu cung văn văn có đàn hát nguyện câu Lộc tài hân hoan chứ
tiếng rằng thanh gia lưu ân ý. Lô xô đã mập mờ đầu mùa
đền thờ thanh lịch nơi biết bao sông đà nước chảy gì sao. Chầm luôn luôn nước tiền tẩy hết bụi.
chân. Hãy
trên đỉnh núi. Tiếng người mường vang vọng về miền xuôi, tiếng người mường vang vọng về xưa. Dòng 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 trên sườn núi, sau lưng đèo người mèo ca. Dòng 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 trên sườn núi, sau lưng đèo người mèo đi về. Rừng xanh mở lối qua lưng sơn thẳng tới dốc cun, trên non cao uốn khúc sầm trường. Lâm mơ
nên gặp nỗi lầm than. Ngoài bán sâm lần quê hương bước nhà, làng giặc võ người nữ kiệt thua sinh thời, nhặt nhặt nên sắc sắc nên ta gặp thời loạn loạn nạn bình 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 đau ý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuân đến muôn dân mờ hồi khắp mọi miền Nam Bắc Đông Tây khắp nơi miền ngược miền xuôi. Tiền làm vốn người làm ruộng vay thóc vay lương cầu danh cầu lòng cầu tài. Chúa độ cho già trẻ gái trai.
tay giúp nước phù đời.
dân là trên vùng núi khó. Gương nữ anh hùng quả cảm thiên lòng vàng, cho nước cho dân gió sương không quản.